Thưa quý khán giả, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, gia đình hạnh phúc. Nhờ đó, nhiều hoạt động đã đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa trong hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư. Đã hơn 3 năm nay, em Lê Nguyễn Sinh Vi ở xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, sống trong cảnh không nơi nương tựa. Cha mẹ mất sớm vì căn bệnh hiểm nghèo, chỉ để lại cho em căn nhà tình thương này. Hàng ngày em vừa đi học, vừa nhận công việc và kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. May mắn bên cạnh em còn có sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Lợi. Nhiều năm nay, thông qua mô hình 2 trong 1, tức là hai hội viên phụ nữ giúp đỡ cho một hội viên khó khăn, mà ước mơ đi học của Vi không bị đứt gánh. Tại là em sống một mình, qua là không có ai, với lại mỗi tháng nhận trợ cấp của mọi người để đi học. Dạ, em nhận trợ cấp từ các cô hội phụ nữ và qua đó thì em rất là biết ơn và cố gắng học tập được tốt. Còn đối với bà Nguyễn Thị Ánh Hồng ở xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, hôm nay là một ngày đặc biệt. Sau bao nhiêu năm một mình làm lụng vất vả nuôi ba con thơ ăn học, nhờ sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chính quyền địa phương, cuối cùng cũng chạm tới ước mơ của mình là có một ngôi nhà khang trang, che nắng, che mưa. Trước hết tôi xin cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn xã, ấp, chị em mình phụ nữ giúp đỡ cho cái nhà tình thương, che nắng, che mưa. Chị vượt qua khó khăn nên chị rất cảm ơn nhiều. Yeah. Ngoài cái nhà tình thương thì hàng tháng hội phụ nữ có thường xuyên giúp đỡ những hoạt động khác không? Có nhà chị em phụ nữ giúp cho tiền học bổng cho mấy đứa nhỏ, rồi giúp cho thẻ y tế cho mấy đứa nhỏ nó ốm đau bệnh chị cũng đỡ phần nào. Đây chỉ là hai trong nhiều những mô hình học tập và làm theo tấm gương phong cách Hồ Chí Minh mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang triển khai. Trong những năm qua, bằng những việc làm cụ thể thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động phong trào phù hợp với điều kiện của từng địa phương đơn vị. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, nhân rộng các mô hình làm theo lời Bác, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh. Cụ thể, từ năm 2016 đến 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã cho hàng trăm hội viên nghèo vay vốn để phát triển kinh tế từ nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, xây dựng và bàn giao hàng trăm mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hàng chục ngàn suất học bổng, phần quà cho con em hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 1 tỷ 100 triệu đồng. Mỗi dịp lễ Tết, hội còn vận động các mạnh thường quân tổ chức thăm hỏi tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách. Trong cái thời gian tới thì đặc biệt là đối với năm 2019 thì thực hiện cái chủ đề học tập của năm thì các cấp hội cũng đã triển khai học tập và xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân. Thì hội bằng hình thức thiết thực như là tiếp tục duy trì cũng như là phát triển những cái mô hình có liên quan mà có nhiều hiệu quả ở địa phương. Đối với các hội thì cũng tập trung cho công tác tuyên truyền, tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh cái tuyên truyền chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong các cấp hội thì cũng sẽ có cái nói chuyện tọa đàm, rồi cũng sẽ có cái trưng bày hình ảnh để giới thiệu những hình ảnh Bác Hồ đối với phụ nữ và trẻ em. Có thể nói việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, khơi dậy tinh thần hăng say lao động, nhân đạo trong cán bộ hội viên phụ nữ, qua đó góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng nâng cao uy tín, trở thành chỗ dựa tin cậy, thu hút chị em tham gia sinh hoạt.